Xin chào tất cả các anh chị. Và ngày hôm nay thì tôi muốn tiếp tục chia sẻ với các anh chị về cái cách mà chúng ta thao tác và làm quen với cái tài khoản AdMoney. Như một số lần trước thì tôi đã hướng dẫn các anh chị về cái cách là chúng ta tạo tài khoản, cách chúng ta làm quen và cách chúng ta kiếm tiền miễn phí hay là đầu tư với AdMoney. Thì ngày hôm nay thì tôi lại tiếp tục hướng dẫn các anh chị làm sao để chúng ta rút tiền được từ cái tài khoản AdMoney về cái ví Bitcoin hoặc là ví Ethereum. Thì mình sẽ làm mẫu rút tiền thử cho các anh chị xem. Và đây là cái trang chủ admoney.org. Thì các anh chị có thể truy cập trực tiếp, sau đó chúng ta chọn login. Thì khi mà chúng ta chọn login thì chúng ta sẽ được ra một cái giao diện mới như thế này. Và chúng ta đã ấn đăng nhập. Thì ở đây nó có một cái điều mà rất là nhiều người gặp khó khăn, đó là các anh chị chưa bao giờ làm quen với cái mã OTP. Cái mã OTP đó là cái mã FA đó. Nếu một số các anh chị chúng ta đã từng sử dụng Bitcoin hay là từng sử dụng một số cái đồng tiền kỹ thuật số thì chúng ta không có quá xa lạ với cái OTP này, cái trình xác thực của Google này. Nhưng mà nếu các anh chị chưa từng sử dụng những cái đồng tiền kỹ thuật số, hoặc là các anh chị chưa từng sử dụng những cái nền tảng của nước ngoài, thì các anh chị chưa làm quen với cái này, thì các anh chị cũng tập làm quen bằng cách là chúng ta có thể là lên trên Google, các anh chị gõ trình xác thực, hoặc là các anh chị có thể quay lại một số cái video, nghĩa là quay lại xem một số cái video trước về cái cách hướng dẫn và chúng ta đăng nhập nó như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ nhập ở đây, thì nó sẽ có 6 cái chữ số. Đây nó có hai phần, một là chúng ta nhập 6 số nếu chúng ta có rồi, và chúng ta chọn login. Nếu các anh chị lần đầu tiên các anh chị đăng ký thì các anh chị ấn là send select key to email, có nghĩa là chúng ta gửi về cái email, hoặc là các anh chị có thể ấn vào đây. Nó sẽ hiện ra ở trong email của các anh chị một cái mã vạch, và các anh chị lấy cái ông thi đó các anh chị quét. Thì đơn giản là tôi thì tôi có rồi, tôi nhập tôi nhập 6 chữ số vào. Ở đây thì các anh chị và nhanh tay, tại vì nhập vào thì nó khoảng 30 giây thì nó được thay đổi một lần. Đây là cái giao diện, đây là cái giao diện của AdMoney như một số lần trước thì tôi đã chia sẻ với các anh chị rồi. Và đây là cái giao diện của AdMoney. Thì ở cái giao diện này, đây là một tôi muốn chia sẻ là các anh chị là đây là một cái chương trình mà chúng ta xem quảng cáo miễn phí có tiền, miễn phí và được trả tiền, và mỗi một lần xem quảng cáo khoảng 10 giây thì chúng ta sẽ được trả là 0.01 đô, 0.01 đô. Đồng thời đây là một cái chương trình MMO network, có nghĩa là các anh chị chia sẻ người khác và để đầu tư, và cái lãi đó được trả theo cái chu kỳ 100 ngày. Đồng thời các anh chị cũng được hưởng một cái tỷ lệ phần trăm hồng nhất định. Và đây là cái tổng cái chương trình mà tôi đầu tư các anh chị. Thì khi mà chúng ta vào đây đầu tư thì các anh chị chỉ cần là chọn invest, là các anh chị chọn gói đầu tư thì các anh chị có thể đầu tư được ngay. Đã, nó ghi rõ ràng luôn. Thì ở đây nó chỉ có một gói là 50 đô thôi, có nghĩa là chỉ đầu tư một gói duy nhất là 50 đô. Còn các anh chị mua số lượng bao nhiêu, đây ví dụ các anh chị mua một gói thì nó sẽ quy định là các anh chị được lãi 10% trong cái chu kỳ là 100 ngày. Đã, và đây là những cái hoa hồng mà các anh chị được hưởng dựa theo tầng. Nếu các anh chị mua từ 2 gói trở lên thì cái tỷ lệ hoa hồng nó sẽ cao hơn rất là nhiều, có nghĩa là 100 đô. 100 đô thì và lãi các anh chị nó nhận cả gốc cả lãi trong vòng 100 ngày. Đó, và ở đây thì nó có thanh toán bằng Bitcoin, thanh toán bằng Ethereum. Tới đây thì nó sẽ mở thêm một số cái cổng mới, ví dụ như Bitcoin Money, hoặc là một số cái cổng thanh toán tiền điện tử cho các anh chị. Và các anh chị có thể sử dụng cái tiền nội bộ, tiền nội bộ. Và một cái điều mà tôi rất là thích đó là khi mà chúng ta vào đây xem quảng cáo thì được nhận tiền quảng cáo. Và cái tiền đó lấy ở đâu ra? Thì việc đầu tiên đó là những cái doanh nghiệp họ vào đây họ đặt cái vị trí. Tôi ví dụ là doanh nghiệp họ vào đây họ đặt vị trí quảng cáo. Thì các anh chị vào đây chúng ta xem quảng cáo. Đây, chúng ta xem quảng cáo. Rất là nhiều những đơn vị họ vào đây họ thuê quảng cáo. Thì chi phí thuê quảng cáo ở đây nó cũng có luôn. Các anh chị create ad. Các anh chị chọn. Các anh chị chọn và các anh chị ấn đây nó có ba cái gói để mua quảng cáo. 1 tháng là 50 đô, 6 tháng là 250 đô, và 12 tháng là 500 đô. Thì cái người giới thiệu là sẽ được nhận lại là ngay 35%, 35% cái gói mà chúng ta giới thiệu. Ví dụ như chúng ta ấn ví dụ đi. Đó, chúng ta ấn cái đường link vào đây và chúng ta thanh toán thôi, rất là đơn giản. Đây. Còn người vào đây xem quảng cáo thì sẽ được trích lại 1%, nên nó chạy rất là nhanh các anh chị. Các anh chị chú ý là chúng ta mở sang trang khác thì nó không có chạy. Đấy, mở lại thì nó mới chạy. Website này là ở Ba Lan thì hiện nay cái đối tác ở Việt Nam nó vẫn còn ít. Cũng có một số cái đơn vị họ thuê, họ đặt cái đường link quảng cáo website này. Đấy. Và
Hiện nay thì chủ yếu là ở nước ngoài, các anh chị xem quảng cáo như này khoảng 10 giây, một quảng cáo như này thì các anh chị sẽ được trả là 0,01 đô. Một ngày thì chúng ta xem được tối đa là 35 quảng cáo, và tiền này thì đủ 20 đô các anh chị sẽ được rút nhé. Xong các anh chị chờ nó chạy một chút thì chúng ta sẽ quyền ấn next rồi. Hôm nay tôi xem 9/10. Và để các anh chị được nhận lãi hàng ngày, nhận lãi hàng ngày thì tối thiểu là các anh chị phải xem ít nhất là 10 quảng cáo. Ví dụ như có thể là rất là nhiều ngày các anh chị quên, thì ngày hôm nay các anh chị xem nhiều vẫn được tính tiền, nhưng ngày mai các anh chị biết ngày nay chúng ta xem 20 quảng cáo mà ngày mai chúng ta quên thì nó vẫn tính trừ cái ngày hôm trước cho chúng ta. Đó là một trong những cái điều rất là tuyệt vời. Và đây là đơn vị Unica ở Việt Nam, họ đặt link quảng cáo. Chào một chút ạ, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị để làm quen. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta đầu tư mà chúng ta không muốn xem quảng cáo thì các anh chị có thể bỏ ra chi phí là 7 đô để trả cho những người họ xem quảng cáo free, họ xem cho các anh chị. Đây là cái này là nằm trong cái chương trình, cái chính sách của bên AdMoney, nên là không phải là chúng ta phải trả tiền một người nào đó, mà trả cho AdMoney, và AdMoney sẽ lấy cái tiền đó để trả lại cho những người xem quảng cáo free. Đơn giản là tạo ra một cái cộng đồng. Thì khi mà tôi vào đây tôi đăng ký, tôi làm mới, nghĩa là nó mới về Việt Nam được khoảng hơn chục ngày thì tôi cũng mới triển khai, và đến ngày hôm nay thì số lượng người tôi chia sẻ rất là đông, khoảng hơn 1.000 ID các anh chị. Đó là cái mà chúng ta xem qua ha. Được, chúng ta xem qua và chúng ta quay lại cái giao diện. Đây là những cái ví tiền. Thì ngày hôm nay tôi không có đề cập đến cái vấn đề ví, mà chúng ta đề cập đến vấn đề rút tiền. Chúng ta đề cập đến vấn đề rút tiền nhé. Ở đây thì có các anh chị kéo lên trên cùng, ở trên điện thoại của các anh chị cũng vậy, hoặc các anh chị chọn vào cái thanh menu, các anh chị chọn wallet, hoặc các anh chị kéo lên trang chủ, các anh chị chọn là withdraw hoặc là transfer, là chúng ta nghĩa là ba hình thức. Một là chúng ta chuyển tiền nội bộ, có nghĩa là chuyển cho lên trên, chuyển xuống dưới, vân vân, để chúng ta bán lại cho cái tiền này cho người mới để họ đầu tư, để cho những người bạn họ đầu tư thì chúng ta lấy lại cái tiền đó thì rất là nhanh, phải không ạ? Chúng ta không tốn phí. Còn chúng ta rút ở đây thì một lần rút là chúng ta tốn chi phí là 4 đô, tốn phí là 4 đô. Thì rất đơn giản các anh chị là chọn withdraw. Tiền này thì tiền hoa hồng bất kỳ lúc nào các anh chị cũng có thể rút được, chỉ cần trên 20 đô là các anh chị rút được rồi. Tổng tất cả những cái tiền thì nó sẽ về cái ví của anh chị, và ở đây nó chia làm nhiều ví và tôi sẽ rút thử. Tôi sẽ rút thử một ví. Hôm nay thì tôi sẽ rút thử cho các anh chị bằng hai cái ví, đó là Bitcoin và Ethereum. Và quay lại cái vấn đề là khi mà các anh chị tạo tài khoản mà các anh chị chưa có tài khoản cái ví Bitcoin á, thì các anh chị vào cái phần profile này, các anh chị dán cái link ví BTC và dán cái link ví ETH. Chỉ đơn giản là các anh chị chọn cái được cái link ví thôi, chọn cái tài khoản của anh chị và các anh chị dán vào đó. Xong rồi các anh chị chọn profile này, rồi các anh chị nhập cái mã OTP vào, các anh chị ấn sell là ok. Rồi sau đó chúng ta quay lại rút đi. Đây, lúc trước thì tôi có đặt một số cái lệnh rút thì họ chưa cho rút, nhưng bắt đầu từ ngày 15 rồi thì họ mở cái cổng rút tiền. Bây giờ tôi sẽ rút thử cho các anh chị. Chọn thử một cái ví là do activity bonus, tôi sẽ rút thử ra Bitcoin là 100 đô. Tôi sẽ nhập cái mã. Rất đơn giản là các anh chị, khi mà chúng ta đã lưu rồi thì nó gần như một cái lệnh, nó còn dễ hơn là chúng ta chuyển tiền ngân hàng các anh chị. Chúng ta nhập cái mã OTP 509023. Cái này nó hoàn toàn tự động các anh chị. Khi mà chúng ta rút tiền thì nó hoàn toàn tự động. Đây cái lệnh này. Chúng ta chờ xem bao lâu nó sẽ xác nhận. Chúng ta quay lại tiếp, chúng ta rút tiếp ha. Tôi vừa rút bằng BTC, tôi sẽ quay lại tôi rút tiếp tục bằng ETH, thử 100 đô ha. Xem cái nào nó về nhanh hơn. Rồi tôi lại tiếp tục nhập cái mã OTP là 33685. Chúng ta nhập cái này phải nhanh ha. Rồi xong. Xong. Chờ xác nhận.
cái này thì nó xác nhận rất là nhanh. Theo một số người bạn đã từng rút ấy, thì chỉ trong vòng Ethereum thì khoảng 30 phút và trong Bitcoin thì khoảng một tiếng là nó về ví ấy. Rất là nhanh rồi. Đây, như trước thì tôi đã đặt lệnh rút thử, nhưng mà từ ngày 15 thì họ mới mở cái cổng, do họ update một số cái chương trình nên họ mở cổng thanh toán cho chúng ta, và hiện nay thì họ rút là hoàn toàn tự động ha các anh chị. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái trang chủ, và chúng ta như vậy là chúng ta có thể sử dụng để rút bình thường qua hai, hiện nay là hai cổng là Bitcoin và Ethereum. Đó, ok, chúng ta chờ thời gian. Rất là nhanh các anh chị, rất là nhanh ạ. Chỉ khoảng đây ạ, chỉ khoảng sau 5 phút là đã nhận được tiền rồi các anh chị. Tôi không ngờ là nhanh đến như vậy. Đây ạ, tôi rút bằng Bitcoin là $100, $100 thì ngay lập tức nó đã về là 96,12 đô, có nghĩa là tốn phí $4 đó, là $100 là tôi đại $100 bằng Bitcoin. Và tiếp tục là nhận bằng Ether thì nó cũng về luôn, ETH nó về luôn là đây. Về là $96, có nghĩa là hai cái đều phí $4, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây là một trong những cái mà tôi cũng rút tiền từ rất là nhiều những cái đơn vị, những website và những cái đơn vị tôi đầu tư, nhưng mà đa phần thì trong vòng 24 đến 48 giờ, thậm chí là 72 giờ, chờ thời gian pending rất là lâu. Nhưng mà cái này thì rút trong vòng chưa đầy 5 phút các anh chị. Chúng ta xem giờ này, chưa đầy 5 phút là 20:59, và lúc tôi quay cái video tôi tưởng là nó lâu và tôi đang phải tắt đi. Nhưng mà khi mà tắt đi thì kiểm tra lại cái link ví thì đã có email báo về ngay là có nhận được tiền Bitcoin từ cái ví về. Và đây, rất là nhanh các anh chị, điều đó rất là tuyệt vời. Bây giờ tôi quay lại cái website, tôi vào cái ví ấn rút tiền, lịch sử rút. Thành công ngay, thành công ngay, hoàn toàn tự động các anh chị. Và đây là một trong những cái mà tôi cảm thấy rất là tự tin. Đó, cho rất là tự tin để triển khai. Và tôi cũng đã đầu tư một gói $5,000 để nhận lãi từ cái chương trình AdMoney. Và chúc tất cả các anh chị có được thêm cái nguồn thu nhập và có được cái kênh kiếm tiền online bền vững. Xin chào và hẹn gặp lại.